Cô xin chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô là Trần Thị Hương, giáo viên lớp 5 tuổi A3, trường Mầm non Thượng Lan. Các con ơi, lâu rồi cô và các con không được gặp nhau. Hôm nay cô lên một tiết học cùng với các con, đó là tiết chữ làm quen chữ cái GI. Các con hãy cùng nhìn lên đây xem cô có hình ảnh gì nào. Đây là hình ảnh ga tàu. Dưới hình ảnh ga tàu, cô có từ ga tàu. Cô mời các con đọc cùng cô nào. Ga tàu. Bây giờ chúng mình hãy cùng tìm cho cô những chữ cái chúng mình đã được học trong từ ga tàu nhé. Chữ A, T, U. Đây là chữ cái chúng mình đã được học. Và chữ cái hôm nay cô muốn giới thiệu đến lớp chúng mình, đó là chữ G. Cô sẽ thay thẻ chữ cái to hơn để cho chúng mình quan sát được dễ hơn nhé. Chúng mình hãy cùng lắng nghe cô phát âm nào. G, G, G. Bây giờ cô mời các con hãy phát âm lại cùng với cô. G, G, G. Các con ơi, bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát xem chữ G có cấu tạo như thế nào nhé. Chữ G gồm có hai nét, đó là một nét cong tròn khép kín và một nét móc ngược. Cô xin giới thiệu với các con các kiểu chữ G. Đây là chữ G in hoa, đây là chữ G in thường và đây là chữ G viết thường. Cả ba chữ cái này đều có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng cùng phát âm là G. Bây giờ cô xin mời các con phát âm lại cùng với cô nào. G, G, G. Các con ơi, chúng mình hãy nhìn lên đây xem cô có bức tranh gì đây. Đây là bức tranh sân bay. Dưới bức tranh sân bay cô có từ sân bay. Cô xin mời các con đọc cùng với cô nào. Sân bay. Bây giờ cô xin mời các con hãy tìm chữ cái chúng mình đã được học trong từ sân bay nhé. Đó là chữ ớ, nờ, bờ, a. Đây là những chữ cái chúng mình đã được học. Và chữ cái cô muốn giới thiệu với chúng mình đó là chữ y. Cô sẽ thay một thẻ chữ y to hơn để cho chúng mình quan sát dễ hơn. Cô mời chúng mình lắng nghe cô phát âm nhé. Y, y, y. Cô mời các con phát âm lại cùng với cô nào. Y, y, y. À, bây giờ cô và các con hãy cùng quan sát xem chữ y có cấu tạo như thế nào nhé. Chữ y gồm có hai nét, một nét cong, một nét xiên phải ngắn và một nét xiên trái dài. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với chúng mình các kiểu chữ y. Đây là chữ y in hoa, đây là chữ y in thường và đây là chữ y viết thường. Cả ba chữ cái này đều có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng cùng phát âm là y. Bây giờ cô xin mời các con phát âm lại cùng với cô nào. Y, y, y. Các con ơi, bây giờ cô và các con sẽ cùng đi so sánh sự khác nhau của hai chữ cái G và Y nhé. Chữ G thì gồm có một nét cong tròn khép kín và một nét móc dưới. Còn chữ Y thì có một nét xiên phải ngắn và một nét xiên trái dài đấy các con ạ. Bây giờ cô mời các con hãy cùng phát âm lại hai chữ cái này cùng với cô nhé. G, Y. Các con ơi, bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô xin tạm biệt các con nhé.